Hội gióng. Hội gióng Phù Đồng chính thống được tổ chức hàng năm vào 3 ngày là ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng 4 âm lịch tại xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nơi sinh ra người anh hùng huyền thoại Phù Đồng Thiên Vương. Hội gióng Phù Đồng có dàn vai diễn các ông hiệu, đó là hiệu cờ tượng trưng cho thánh gióng, hiệu trống, hiệu chiêng và hiệu cổ. Hệ thống tướng lĩnh của ông gióng phù giá 120 người, đội quân chính quy, các cô tướng gồm 28 người tượng trưng cho quân giặc. Hai cô tướng chính là tướng đốc và tướng ngựa được chọn từ xóm Miếu Ban, nơi có di tích liềm và nôi đá sinh ra thánh gióng. Tượng trưng các đạo quân xâm lược phường Ải Lao, trong đó có ông Hổ, đội quân tổng hợp, làng Áo Đỏ, đội quân trinh sát nhỏ tuổi, làng Áo Đen, đội dân binh, vân vân. Cũng như các đạo cụ y phục, mỗi chương mục, mỗi một vai diễn đều chứa đựng những ý nghĩa hết sức sâu sắc. Rước khám đường là trinh sát giặc, rước nước là để tôi luyện khí giới trước khi xuất quân, rước đống đàm là đi đàm phán kêu gọi hòa bình, rước trận soi bia là mô phỏng cách điệu trận đánh ác liệt. Trong trận này, roi sắt gãy, ông gióng phải dùng tre đằng ngà, một vũ khí tượng trưng cho sức mạnh nội lực của dân tộc. Cờ phướng màu đỏ mà trên đó viết chữ lệnh tôn nghiêm, cùng với các động tác múa cờ lệnh của ông hiệu cờ, vai diễn tượng trưng cho ông gióng, là biểu đạt một số quan điểm cơ bản của phép luyện quân, dùng phương tác chiến để giành thắng lợi. Đó là quân lệnh phải nghiêm minh, binh pháp phải mưu lược và sáng tạo, múa cờ thuận rồi múa cờ nghịch. Phù giá ngoại đội hình có tới 120 người là những vai diễn đóng khố cởi trần, đầu đội mũ có hình quả dưa, trên có đính 9 con rồng nhỏ tượng trưng cho đất, vai đeo một túi bán nguyệt có hình nửa vầng trăng tượng trưng cho trời, tay cầm chiếc quạt giấy màu nâu khắc cụp khắc xòe theo hiệu lệnh của ông Sướng và ông Xuất, tượng trưng cho một loại vũ khí có sức biến ảo khôn lường. Trong lễ hội có 28 cô gái trẻ đóng vai tướng giặc, tượng trưng cho 28 đạo quân xâm lược nhà Ân. Còn các màn rước lễ, kén tướng, kén phù giá và màn diễn săn hổ, bắt hổ, giúp hổ hóa thân, có thể suy ngẫm về quan điểm thẩm mỹ và đạo lý ứng xử truyền thống, vân vân. Lễ hội gióng Phù Đồng cũng có nhiều màn hát chèo để mừng thắng trận. Hội gióng Phù Đồng được đánh giá là một trong những lễ hội lớn nhất tại đồng bằng Bắc Bộ về quy mô đoàn rước và người tham dự. Hội gióng là một lễ hội văn hóa cổ truyền, mô phỏng rõ một cách sinh động và khoa học diễn biến các trận đấu của thánh gióng và nhân dân văn lang với giặc Ân, thông qua đó để nâng cao nhận thức cộng đồng về các hình thức chiến tranh bộ lạc thời cổ xưa và liên tưởng tới bản chất tất thắng của chiến tranh nhân dân, toàn diện trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 16 tháng 11 năm 2010, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã công nhận lễ hội gióng ở Đền Phù Đồng, Gia Lâm và Đền Sóc, huyện Sóc Sơn là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại và là một trong những nơi tưởng niệm về thánh gióng. Theo giáo sư tiến sĩ nhà sử học, nhà dân tộc học, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam Nguyễn Văn Huyên, thì hội gióng được hình thành và bắt đầu tổ chức từ thế kỷ thứ 11, đời Lý Thái Tổ. Có hai hội gióng tiêu biểu ở Hà Nội, đó là hội gióng ở Sóc Sơn, Đền Sóc, Phù Linh, huyện Sóc Sơn và hội gióng ở Phù Đồng, ở Đền Phù Đồng, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngoài ra còn có hơn 10 hội gióng cũng thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, gọi là vùng lan tỏa vì chưa được UNESCO công nhận, như hội gióng Bội Đầu, xã Bội Đầu, huyện Thường Tín,
lễ hội thờ thánh gióng ở các làng Đặng Xá, Lệ Chi, huyện Gia Lâm, các làng Phù Lỗ, Đoài, Thanh Nhàn, Xuân Lai, huyện Sóc Sơn, Sơn Du, Cán Khê, Đống Đổ, huyện Đông Anh, Xuân Tảo, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, làng Hội Xá, quận Long Biên. Giá trị nổi bật toàn cầu ở hội gióng chính là một hiện tượng văn hóa được bảo lưu, trao truyền khá liên tục và toàn vẹn qua nhiều thế hệ, mặc dù ở gần trung tâm thủ đô và đời sống cộng đồng trải qua nhiều biến cố do chiến tranh, do sự xâm nhập và tiếp biến văn hóa, hội gióng vẫn tồn tại một cách độc lập và bền vững